Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 3 tới. Cựu Tổng thống Mỹ kêu gọi người ủng hộ biểu tình. Thông tin trên được ông Trump tiết lộ khoảng một ngày sau khi ông quay trở lại mạng xã hội Facebook và YouTube sau hai năm bị cấm cửa. Thông tin được công bố trong bối cảnh vào tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã tuyên bố sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ ông Trump, trong khi một số nghị sĩ Đảng Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa ôn hòa tránh đề cập đến tuyên bố trên của ông. Đáng chú ý, giám đốc điều hành của tập đoàn SpaceX, ông Elon Musk đã ngầm lên tiếng ủng hộ ông Trump khi nói rằng nếu vụ bắt giữ diễn ra đúng như những gì ông Trump nói, cựu tổng thống sẽ nhiều khả năng tái đắc cử với chiến thắng long trời lở đất.